Con thích chơi bánh tù tì với ba. Con thích ba dạy con đi học. Con thích ba nấu ăn ngon và thích đi cắt cỏ với ba. Con thích nhất là các ba con với ông nội con thương con. Ông nội con thích kể chuyện vui, kể chuyện cổ tích với chuyện tâm cám. Năm nay con lên lớp 6, khi lớn lên con muốn làm bác sĩ.